Xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay chiều mới vừa về thêm một chiếc Innova E 2020 nữa anh chị. Xe thì còn rất là đẹp luôn chị. Xe này mới chạy có 45.000 cây à. Innova E số sàn 2020. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ chiều đến coi xe ngay tại khu dân cư Vạn Phúc anh chị nha. Quốc lộ 13 thành phố Thủ Đức nha. Đó, chất xe nào cũng rất là đẹp luôn. Xe thì khách hàng người ta đã độ cái đèn led cản cho anh chị nè. Đó, độ đèn led cản ha, màu vàng. Cái này đi ban đêm ánh sáng nó cũng tốt luôn chị. À, đèn nè, à, phông mới nha, phông mới là xe làm mặt ca lăng mới. À, cái phần cản cũng mới nè. Và mâm cũng mới luôn, đó, mâm mới luôn. Thấy không? Xe thì nói chung chất xe cũng còn đẹp. Cái này người ta đã độ thêm bệ bước chân cho anh chị nha. Độ thêm bệ bước chân. Chất xe cũng rất là đẹp. Anh chị nào quan tâm cái chiếc Innova E 2020 liên hệ chiều nha. Xe thì trang bị đầy đủ phụ kiện chẳng hạn như là ốp chén cửa cho anh chị nè. Dán phích kích nhiệt cho anh chị nè. Che mưa cho anh chị nè. Gắn bệ bước chân cho anh chị nè. Đó, bọc da tắp bi cửa nè, bọc da tắp bi cửa. À, bọc trần ni lông, bọc ghế da màu nâu. Và gắn thêm màn Android, camera hành trình, cam lùi, đầy đủ quá chị nha. Cần số 45.000 cây nè, vô lăng 45.000 cây nè. Đó, chất xe rất là đẹp. Thì xe mua bán chị cũng sẽ ghi một cái văn bản cam kết cho anh chị luôn. Là không bán xe tai nạn nha, không bán xe taxi, không bán xe ngập nước. Xe động cơ là khoảng nguyên zin, không bung rã động cơ. Và khi anh em mình chốt hợp đồng mua bán, chị sẽ ghi cho anh chị một cái bảo hành là bảo hành về động cơ 6 tháng cho anh chị luôn. Bảo hành động cơ 6 tháng hoặc là 15.000 cây. Đó, tùy theo điều kiện nào đánh trước anh chị nha. Tùy theo điều kiện nào đánh trước. Thì về những cái vấn đề mà keo chỉ nè, chị cũng đảm bảo cho anh chị là keo chỉ nguyên zin. Đó, bao chết hạn thoải mái. Gầm bọng này cũng còn đẹp anh chị nha. Đây, gầm bọng còn đẹp nha. Đó, gầm bọng còn đẹp. Thì xe này sản xuất 2020. Đó, chất xe cũng còn đẹp nè, mâm nè, vỏ nè, bánh xe dự phòng đây nè. Mâm vỏ bánh xe dự phòng đây. Đây. Đó. Bánh xe dự phòng nè. Gầm phía sau nè. Đó, đèn thì khách hàng cũng đang ốp inox cho anh chị luôn, ốp inox. Đây, có camera lùi nè, cam lùi phía sau đầy đủ. Đó, cái sàn thì vẫn là sàn nỉ anh chị ha, sàn là vẫn là sàn nỉ. Nói chung là về những cái vấn đề mà keo chỉ khung xương thì chịu đảm bảo hết cho anh chị nha. Xe không tai nạn, không ẩm nước nha, không bùng rã động cơ, bao anh chị tết hạn thoải mái nha. Chất xe cũng rất là đẹp luôn. Đó, anh chị nào quan tâm dòng Innova E 2020 thì đến ngay khu dân cư Vạn Phúc nha, quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức coi xe này. Xe này hôm nay một chị sẽ để một cái giá cực kỳ tốt cho anh chị luôn. Một cái giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có 635 triệu thôi. 635 triệu cho một chiếc Innova E 2020 form mới nha. Sản xuất 2020. Đây, sản xuất của xe này là 2020 nha. Đây. Đó, ghế da nè. Có độ gập gương cho anh chị luôn nha. Độ gập gương luôn. Xe này chạy được 45.000 cây. Đây. 45.000 cây nha. Vô lăng nè. Vô lăng cần số còn đẹp anh chị nha. Đó, vô lăng cần số còn đẹp. Thấy không? Màn Android nha. Camera hành trình. Bọc trần ni lông, bọc ghế đầy đủ. Bọc tắp bi cửa luôn. Keo chỉ mọi thứ nguyên zin, đảm bảo cho anh chị ha. Có gắn luôn bệ bước chân cho anh chị nè, bệ bước chân luôn. Rất là đẹp. Giá chỉ có 635 triệu thôi. Bây giờ chị sẽ quay cái phần động cơ cho anh chị các bạn xem qua nha. Và đây là một cái động cơ 2.0 của Innova. Xe thì chiều vẫn đang để nổ máy anh chị nha. Máy móc là im. Khung xương nè. Đó, khung xương đây. Mọi thứ ok hết anh chị nha. Ốc nè. Gon thì khách hàng người ta đã dán thêm bộ gon đây nữa. Nên những cái này là chiều cũng kiểm tra hết cho anh chị rồi. Anh chị yên tâm. Kiểm tra hết rồi. Đó, đây. Mọi thứ nha. Chỉ có 635 triệu thôi. Innova E 2020 nha. Innova E 2020 635 triệu. Họ có gắn cái kèn kiểu như là kèn kèn dĩa, như gọi là kèn dĩa nè. Đó, bóp bóp kèn nghe cũng lớn lắm. Những kèn nghe rất là lớn. Máy móc là nguyên zin. Rồi, chị cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Anh chị các bạn nào quan tâm cái chiếc Innova E 2020 chạy 45.000 cây. Số sàn giá là 635 triệu thì anh chị đến ngay khu dân cư Vạn Phúc, quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức coi xe gì nha. Đến đây coi xe và thử xe thoải mái nha. Đây. Đến đây coi xe và thử xe thoải mái luôn. Rồi, chiều hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những video tiếp theo nha. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh ha, để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về xe ô tô cũ có sử dụng anh chị nha.